Rồi, xin chào các bạn. Trong bài học này thì tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Anip 1 á. Thì bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn về các phương pháp lựa chọn hình học cũng như là ẩn hiện đối tượng và hiệu chỉnh giao diện người dùng Row trong Anip 11 này. Rồi, thì đầu tiên thì cái phần này tôi sẽ nói trước á. Tại những bài học trước thì tôi nói, bài này tôi nói. Rồi, đầu tiên là về thanh gỡ cái đây. Cái thanh công cụ này gọi là thanh công cụ Resort á. Và đây thì các bạn thấy cái biểu tượng này. Cái biểu tượng này là Assembly Navigation, Navigator. Thì đây là nó cho phép các bạn là hiển thị các kết cấu của cái khối lắp ha, hiển thị kết cấu của khối lắp. Bây giờ đây là hiển thị kết cấu khối lắp ha. Còn đây là cái phần Constraint ha. Cái nghĩa là Constraint Navigator là cho phép các bạn là tạo các hiển thị các ràng buộc ha, làm việc cái các ràng buộc. Được chưa? Cho phép các bạn là tính toán này, tạo các ràng buộc, được chưa? Constraint là ràng buộc. Tiếp theo đó là về cái phần dưới đây. Thì đây là phần bạc Navigator, thì cái phần này các bạn sẽ làm việc rất là nhiều ha. Thì bạc Navigator là cho phép các bạn hiển thị lên các phần để các bạn tạo ra được cái cụm bạc, cụm chi tiết ở chỗ này, được chưa? Thì trên bạc Navigator này nó chứa thứ nhất cái lịch sử này, đồng thời nó chứa các lệnh ha, các lệnh tạo ra chi tiết này. Ví dụ đây tôi muốn ẩn hiện cái chi tiết đây thì có thể ẩn hiện trực tiếp ở đây cũng được, các bạn thấy không? Đó, bạn thấy là tôi nó mất từ từ, thấy không? Ví dụ ép trước khói này, đấy, mất cái phần lỗ đây từ từ. Thế nghĩa là đây cho phép các bạn thứ nhất là nó hiển thị cái thứ tự lệnh các bạn dùng, cái thứ hai là nó hiển thị những cái nhóm lệnh ở đây. Cái nghĩa là đối với những cái chi tiết có hai chi tiết trở lên á thì nó sẽ có những cái cụm chi tiết trong đây nữa, được chưa? Trong cái phần import á, các bạn thấy nếu đây tôi import thêm hai chi tiết vào đây nữa thì sao? Nó có thêm một cái phần group, tức nghĩa là hai này là tạo thành một cái group với nhau, được chưa? Và đồng thời nó thể hiện các hướng nhìn ở đây ha, cái hướng nhìn đây black bottom run isometric, thì cái hướng nhìn về trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi ha. Còn về phần các bạn lấy chuột phải giữ mà nó hiện ra mấy cái này thì là do mình sử dụng thiết lập lại trong môi trường Row. Còn các bạn thì các bạn chịu khó các bạn vào đây ha, vào đây này, xem cái hướng nhìn, được chưa? Đó thì các bạn vào đây các bạn coi cái hướng nhìn này trimetric chẳng hạn, được chưa? Rồi thì đây là bạc Navigator ha. Tiếp theo đó là phần review library ha. Rồi cái phần này thì cho bạn là lấy ra những cái chi tiết ha, truy cập và sử dụng những cái chi tiết có sẵn trong thư viện người dùng của NS, được chưa? Cho phép các bạn lấy sẵn ra hoặc các bạn đã tạo những chi tiết đó và các bạn đã lưu lại trong cái thư viện này, được chưa? Bây giờ đây tôi có từng lấy ra một cái chi tiết nè, được chưa? Rồi bây giờ ở đây thì các bạn vào đây các bạn chọn ví dụ 2D session hoặc là use bây giờ đây các bạn chọn một cái file này, các bạn có thể lưu lại, được chưa? Lưu lại thì cái đây chính là cái đường dẫn của thư viện này luôn, yeah, đường dẫn thư viện. Rồi ví dụ ở đây tôi lấy một cái tiêu chuẩn chẳng hạn, ví dụ tôi lấy một loại là NCN đi, ví dụ bow này ha, đây, yeah. Đây để cho phép các bạn sử dụng ra những cái cụm chi tiết tiêu chuẩn cái này. Đây thì lúc này nó sẽ mở tới cái thư viện chỗ này cho các bạn lấy ra, ví dụ đây tôi lấy ra ha, yeah. Các bạn đợi nó mở ra. Đây, các bạn thấy không? Nó sẽ mở ra lấy cho bạn cái chi tiết cái này. Và đây là những cái chi tiết tiêu chuẩn SX công cụ lọc, được chưa? Rồi. Thì thực chất ở đây nó có ren ha, phần này nó có ren nhưng mà do mình không có hiện nó lên thôi. Được chưa? Đó là cách sử dụng các bạn sử dụng thư viện chuẩn, được chưa? Rồi. Và đây cái tên của nó nè, Apple AMBRT. Còn về cái phần này nó lưu ở đâu thì các bạn coi vào đây á, nó lưu trong này local á, yeah. Rồi tương tự như vậy thì các bạn có thể lấy ra những cái tiêu chuẩn khác á. Đầu tiên mình chọn tiêu chuẩn rồi mình chọn chọn chi tiết cần lấy, được chưa? Rồi thứ ba ở đây mình đóng đóng chi tiết này lại, được chưa? Và tôi mở là chi tiết cũ của tôi. Rồi chi tiết thứ ba này là cái phần HD 3 tool này, chưa? HD 3 tool thì cái tùy chọn này thì là nó áp dụng cái công nghệ là HD 3D á, để nó tìm và nó phân tích cái sản phẩm này của các bạn ha, được chưa? Tìm và phân tích sản phẩm thì cái phần này mình không có đi sâu vào ha. Rồi cái này để nói giới thiệu cho các bạn biết, được chưa? Rồi nói chung là nó sẽ phân tích đó, phân tích cái sản phẩm bạn đang thiết kế hoặc các bạn là những cái sản phẩm gần đây mà các bạn có thể đưa vào. Rồi tiếp theo đó là phần web browse thì cái này nó dẫn lên một cái đường trang web á, dẫn lên web các bạn có thể tìm và hỗ trợ những cái công cụ hỗ trợ nó nằm đây. Đây nó có những cái trang web hỗ trợ cho các bạn,
chưa? Đây. À, những cái topic trang web hỗ trợ. Rồi, tiếp theo là phần history. History đây nó thể hiện lịch sử. Phần lịch sử thì nghĩa là những cái phần mà các bạn vừa làm việc ở đây á, cái giờ đây nè, cái chi tiết mình đang làm việc là đây. À, và chi tiết lúc nãy tôi vừa làm việc là ở đây. Thì các bạn thấy khi các bạn lấy chi tiết tiêu chuẩn ra thì cái phần chiều dài và S này các bạn có thể cập nhật lại. Thấy chưa? Đó thì chỉ việc các bạn click vào đây là các bạn lấy ra lại được á. Thấy chưa? Đó, bạn thấy không? Click vào, lấy ra. À, trả vào đây. Ok. Rồi. Tiếp theo là phần Reset Studio. Thì cái phần Reset Studio này cho phép các bạn xem cái phần giống Studio trong đây ha. Nhưng đồng thời nó thể hiện việc tính toán này. À, tính toán nhất là đặc biệt trong việc tính mối hàng đó, cái này rất là tốt ha. Nói chung là nó chuyên về phần tính toán, phân tích và tính toán. À, phân tích tính toán. Rồi, đây là bên chuyên về phần gì? Gia công này, được chưa? Phần gia công thể hiện những cái đường gia công. Rồi, và đặc biệt quan trọng đây là phần row. À, cho phép các bạn tạo những cái row mới. Ví dụ đây là dùng số cái row mặc định của nó này. Row event, row cam là dành cho gia công này, cam express và row express là những cái row cần thiết thôi. Thì đây row này cho phép các bạn là quản lý về phần giao diện người dùng ha, tức nghĩa bạn có thể tạo mới. Giờ đây các bạn thấy là trong đây tôi có bệnh blog đúng không, là do tôi đang sử dụng một cái row do tôi tự tạo, row nx11. Đây là row hiện hành của tôi. Vậy khi giờ tôi chuyển qua row advanced là row mặc định của nó này, các bạn thấy những cái phần lệnh này nó khác ha, nó không có. Thấy chưa? Row essential thì nó sẽ cắt bớt đi những cái phần nào nâng cao không cần ha. Thấy chưa? Đó thì đây là về row. Constant này, presentation này, đây, thấy chưa? Row stock panel là dành cho chế độ với row stock tablet. Kìa, hai cái phần này thì mình đã nói các bạn rồi, nó ở phần đâu? Stock mode là cho phép các bạn chuyển chế độ dùng chuột sang chế độ là dùng phím tay hay là dùng chế độ cảm ứng á, các bạn có thể dùng tay các bạn cảm ứng. Thì lúc này thì sao? Cái giao diện đây nè, các bạn chỉ cần lấy tay bạn rê vào, thì nó ứng dụng cho việc dành cho màn hình cảm ứng hoặc là dành cho những cái tablet. Chưa? Còn đây là chế độ row default của nó ha, chế độ row mặc định. Dạ, row mặc định. Đây là row 2 4K, các bạn thấy chất lượng 4K. Nó phóng to lên nha. Rồi. Thì thường những cái chế độ ở đây là dùng cho tablet hoặc là dùng cho cảm ứng thì mình sử dụng đây. Còn các bạn thường sử dụng mặc định thì các bạn sử dụng hai cái thôi. Thiết kế thì các bạn dùng row advanced này hoặc row essential. Thì những cái công cụ ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn bố trí và chọn lựa cho nó phù hợp. Ví dụ ở đây tôi chọn row M11 này, tôi bố trí lại và tôi tạo thêm những cái thư mục, ví dụ study thì tôi đưa những cái lệnh thường sử dụng ra ngoài đây chẳng hạn, để giờ hoặc tôi đưa cái lệnh block vào đây trong tạo khối. Thì đây là phần row. Thì đây đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn về về các tùy chọn để chọn đối tượng. Các bạn thấy ví dụ khi tôi rê chuột vào tôi chọn đối tượng thì nó đây nó đang tách là chọn đối tượng thứ nhất. Thì ở đây bài trước mình có nói về các bạn về cái chế độ lọc rồi đúng không, lọc. Ví dụ đây tôi muốn chọn cái mặt ở trên đây không, đây là chế độ bình thường không lọc, thì tôi rê vào đâu thì nó tự bắt đó. Ví dụ đây tôi chọn mặt thôi thì cái phục file thì lúc này nó chỉ bắt mặt thôi ha. Thấy không? Và cái đối tượng nào được chọn các bạn thấy nó có màu vàng. Và chi tiết này tôi đã đổi màu cho nó rồi, cho nên các bạn nhìn thấy nó khác ha. Đây tôi tắt chi tiết này. Rồi, đây tôi sẽ tạo một chi tiết mới ha. Thấy đây có phần history này. Ví dụ đây là cái màu mặc định của chi tiết khi mà mình chưa chỉnh sửa gì hết, thì đây là màu mặc định của nó. Thì đây các chế độ tùy chọn, ví dụ đi ra tôi chọn từng thành phần, các bạn thấy nó có lệnh không, từng lệnh không tương ứng với lệnh đây, ví dụ extrude này, extrude 6 này, extrude 8 này, thấy chưa? Nghĩa là hiển thị từng lệnh mình lên. Ví dụ đây giờ tôi muốn chọn mặt thì các bạn rê vào đây bắt nguyên body thì mình sẽ chọn mặt. Ở đây thì mình sẽ có các tùy chọn đây rồi ha. Thì bài trước mình có nói sơ qua phần này rồi, ví dụ file là tôi chỉ chọn mặt thôi. Bạn thấy không? Lúc này chỉ bắt mặt thôi. Và trong từng cái phần, ví dụ sketch thì mình sẽ nói lại ha, tại vì từng phần sketch sẽ có những cái bộ lọc khác nhau. Ví dụ đây nè, sketch này là lúc này nó chỉ bắt những cái đường sketch các bạn vẽ thôi. Ví dụ đây, sketch này các bạn thể thấy không? Sketch 06. Ví dụ đây, nếu rê lên nó có sketch này nó sẽ hiện lên. Ở đây là do mình ẩn một số sketch đi rồi nè. Thấy chưa? Rồi. Đây là cái phần bộ lọc. Thứ hai là bạn gắn tính chất màu cho đối tượng ha, hoặc ẩn hiện một cái đối tượng nào đó. Thì một là bạn ẩn hiện ở đây, bạn kích vào đây á,
Khi các bạn kích vào cái con đối tượng nào cần ẩn hiện, ở đây nó có một cái thanh quick này, quick tool, quick tool. Ở đây cho phép cái chế độ 2. Yeah, hoặc là các bạn nhấn Ctrl B á, các bạn kích vào đây bằng 2 đi. Đó, bạn thấy không? Là 2. À, do chi tiết này tôi đã gộp lại thành 1 rồi, cho nên là sao? Nó 2 luôn. Thấy chưa? Đây, ví dụ 2. Còn sau thì các bạn cứ kích vào đây ha. Ví dụ tôi nhấn shift vào đây. Kích chuột phải đây cũng được, tôi chọn chế độ là show. Vậy thì 2 show thì các bạn có nhiều chế độ. Ví dụ đây nè. Bạn thấy nó rất là nhiều sketch đúng không? Mình sẽ ẩn những cái sketch này đi thì tôi sẽ sử dụng chế độ lọc. Ví dụ đây sketch. Tôi chọn sketch và cái đây tôi quét ha. Quét chọn thì các bạn thấy không? Nó chỉ bắt những cái đường sketch thôi. Và ở đây tôi kích vào một đối tượng nào đó thì chuột phải á, tôi chọn 2. Được chưa? Thì đây là cái phần bộ lọc á, cho phép các bạn chọn đối tượng rất là nhanh ha, chọn lọc ra đối tượng rất là nhanh. Đó. Rồi. Vậy thì để ẩn đối tượng cái một các bạn chọn đối tượng các bạn nhấn Ctrl B, 2 là các bạn kích chuột phải ha. Kích chuột phải các bạn chọn 2 được chưa? Hoặc là các bạn kích chuột trái chọn cái đối tượng thì lúc này nó cũng sẽ hiển thị lên cái phần quick tool đây nè. Nó có chế độ 2 sau. Còn các bạn vào view thì các bạn cũng sẽ thấy cái phần show and hide chỗ này. Được chưa? Show and hide chỗ này. Đó là vào view. Thì thẻ view này cho phép các bạn xem cái hướng nhìn nè, các bạn thấy không? Đây. Cửa sổ window. Đó. Cái này là cách xem ha. Cách xem thì các bạn bài trước mình đã nói rồi. Khi các bạn mở nhiều quá một file á, thì nó sẽ hiển thị các cửa sổ đây, các bạn coi ví dụ cassette này. Đó, được chưa? Thì nó chia màn hình kiểu này. Đó, title là màn hình vậy. Bây giờ ví dụ 2. Đấy. Bây giờ sắp bố trí nhiều chi tiết với nhau thì các bạn sẽ thấy cái trường hợp này ha. Thấy chưa? Rồi. Ví dụ vậy. Thấy chưa? Rồi tôi đóng chi tiết này lại ha. Rồi. Rồi, cái đó là về phần ẩn hiện chi tiết đúng không? Bây giờ tôi thay màu, tạo màu cho đối tượng. Ví dụ tôi cần đối tượng này có màu khác. Khi bạn kích chọn vào đối tượng á, thì ở đây nó sẽ có phần quick pick, có nghĩa là cho phép các bạn tùy chọn ha, mình chọn phần nào các bạn thấy không? Nếu extrude 6, extrude 8, extrude 2, fade hay là fade extrude hay là toàn bộ khối solid. Bây giờ ví dụ đây các bạn muốn tạo cái dành cho cái extrude 8 thì bạn chọn extrude 8 thôi. Bạn thấy nó bắt màu extrude 8 thôi đúng không? Rồi. Rồi các bạn nhấn lệnh Ctrl Z ha, Ctrl Z. Lúc này nó sẽ hiện ra một cái phần gọi là edit offset decline. Thấy chưa? Edit offset decline. Các bạn nhấn Ctrl Z ha. Thấy chưa? Rồi. Thì đây là điều chỉnh cái phần tùy chọn màu nè. Ví dụ đây các bạn chọn màu lại này. Này, ví dụ màu vàng. Ok. Các bạn ra đây các bạn coi thử ha. Các bạn thấy không? Chi tiết mình nó có màu khác nhau. Thì đây là cho phép các bạn là tùy chọn về thay đổi về màu sắc ha. Các bạn nhấn chữ Ctrl Z. Thấy chưa? Ctrl Z ha. Rồi. Và các bạn vào đây nè, các bạn chọn cái này cũng được nè, đó. Đây các bạn Ctrl Z này ha. Các bạn click vào đây. Đó, thì các bạn chọn chữ Ctrl Z này thì nó sẽ ra cho các bạn ha. Và cả ở đây nè, Edit Object Display chính là nó ha. Là đây nè. Bạn kích vào đây, các bạn chọn đối tượng cần màu. Thấy chưa? Chọn đối tượng. Xong rồi các bạn cứ chọn màu giống như nãy cũng được ha. Chọn màu giống nãy thì các bạn lại Color Fill này. Thấy chưa? Đó. Thì đây là cái phần này. Bây giờ cái lệnh tắt vào Ctrl Z. Rồi. Để trở lại thì các bạn nhấn Ctrl Z là trở lại ha. Đây nè, cái chế độ undo và redo nằm trên đây ha. Ctrl Z và Ctrl Y. Này nó giống với một số phần mềm khác. Đó. Rồi, phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là hiệu chỉnh cái phần giao diện người dùng ha. Có nghĩa là mình tạo những cái role riêng cho mình. Thì các bạn kích vào đây nè, các bạn chọn role. Để tạo một cái râu mới thì các bạn kích chuột phải vào đây ha, kích chuột phải phần bên đây, các bạn chọn new, new use row, tức nghĩa là nó sẽ nằm trong phần gì, user này, thấy chưa, user row, các bạn kích vào đây. Sau đó các bạn đặt tên đi, ví dụ đây các bạn đặt tên vào, ví dụ my row 2 gì đó, các bạn đặt tên vào, thấy chưa, ví dụ đây tôi đặt tên my row đi, tôi đặt lại cái tên này, thì các bạn cứ đặt tên rồi, thấy chưa, này các bạn đặt tên, rồi, sau khi các bạn đặt tên các bạn ok. Thấy chưa? Các bạn đặt tên mà ok thì cái row này nó sẽ hiện ở đây. Thấy chưa? Cái row này nó hiện ở đây. Thấy chưa? Nó hiện ở đây. Đó thì đây các bạn thấy không? Từng cái phần row, tức nghĩa là giao diện người dùng riêng, tôi sẽ có những cái phần tạo riêng, ví dụ riêng row của tôi rồi, đây chỗ lớn ha. Và tôi đưa ra những cái lệnh tôi cần sử dụng thôi. Bạn thấy không? Row tôi đưa ra những cái lệnh tôi cần dùng, thường dùng nhiều hơn thì tôi đưa ra. Thấy chưa? Còn my row này thì sao? Tôi đưa ra những cái lệnh đây, đầy đủ ha. Đó, thì đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo tạo những cái vùng đây. Đây ví dụ, các bạn tạo một cái row mới thì các bạn kích new row. Đó ví dụ đặt tên row 2 tôi ok.
thì ở đây nó sẽ xuất hiện cái micro 2 chỗ này, và nhiệm vụ của các bạn là các bạn cứ kích chuột vào đây để cho làm này làm hiện hành. Thì các bạn sẽ thấy này, nó sẽ copy cái row mà lần trước á, cái row trước các bạn thấy không, hồi nãy làm cái row nữ 11 thì đây nó sẽ copy lại, và nhiệm vụ của bạn là chỉ cần các bạn điều chỉnh lại. Bây giờ ở đây nó có môi trường sketch, sketch cái này qua về sau mình sẽ nói các bạn ha. Ví dụ như sketch này, rồi bên đây mình sketch in stock thì bằng mặc định của các bạn không có, vậy thì cho phép các bạn bố trí lại những cái thanh trên đây như thế nào ha. Thì các bạn kích chuột phải lên đây nè, nhưng chọn bất kỳ lên nè ha, kích chuột phải. Giờ các bạn chọn customize, chuột phải chọn customize, thì khi các bạn chọn customize thì ra đây có quyền các bạn di chuyển những thằng này đi chỗ nào cũng được, bạn thấy không? Các bạn có quyền các bạn di chuyển nó đi, các bạn thấy chưa? Đó, bạn di chuyển thoải mái bằng cách bạn click chuột trái giữ và kéo đi. Giờ rồi ở đây cho phép các bạn tạo thêm một số đối tượng vào, ví dụ đây cái trước bạn thấy có lệnh block đúng không? Trước có lệnh block thì nghĩa là gì? Ví dụ đây tôi chọn block này, tôi kéo ra ngoài tôi dục đi đó, thì lúc này tôi có một cái lệnh block riêng. Thay vì các bạn phải vào more các bạn chọn đúng không, còn more vậy thì mình hướng dẫn các bạn thêm vào đây ha, bằng cách các bạn gõ tắt cái chữ nó vào, ví dụ block đó, cái kích lệnh block tôi kéo vào thì nó đang đi theo group này, các bạn thả nó vào đây ha. Các bạn thả này nè, thả nó vào cái nhóm của extrude luôn. Bây giờ thả nó nhóm vào extrude thì ở đây nó có sẵn rồi, thì các bạn cứ kéo thả vào đây nha, kéo thả nó chung của cái nhóm của extrude á, bây giờ chung của cái nhóm extrude này, thì khi các bạn xỏ extrude ra thì nó sẽ có lệnh block ở đây được không? Rồi đó là cái thứ nhất á, cho phép các bạn kéo thả. Cái thứ hai đó, khi các bạn thoát ra thì các bạn không có kéo được đâu ha, khi các bạn thoát ra bằng kéo, ví dụ đây tôi kéo block ra ngoài này. Cái thứ hai đó là các bạn kích vào customize chỗ này nha. Rồi ở đây là cái phần các bạn tạo thêm ra những cái cụm ở đây được chưa, thì chỉ bằng các bạn gõ cái lệnh này nó ra, được chưa? Bây giờ tôi gõ lệnh sketch này, skt đó, sketch đó, thì lúc này nó ra thường sketch in shop environment, nó nghĩa qua cái môi trường vẽ 2D hoàn toàn. Sketch này khi các bạn vẽ thì nó sẽ sao, tạo sketch nhưng có phần là cái tool thôi, thì bạn có thể chuyển qua đây các bạn vẽ để thuận tiện ha. Cái này qua phần giao diện sketch mình sẽ nói ha. Thì ở đây là các bạn phần cơ này các bạn không có này, thì các bạn sao chọn này nè, bạn kéo ra vào đây, bạn đặt, thấy chưa? Đó. Cái thứ hai đó mình cần lưu ý là phần start bar, các bạn thấy trên đây mình có thêm những cái phần khác nè, thấy chưa? Những cái phần khác thì ở đây các bạn sẽ tạo như thế nào ha? Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo thêm một, các bạn click vào dấu cộng này nè. Đó, các bạn đặt tên. Ví dụ là 11 enter này, nó sẽ tạo ra cho bạn thêm một cái tab riêng. Ví dụ ở đây tôi cần lệnh extrude. Đó thì tôi kéo lệnh extrude này ra. Dạ, tôi kéo lệnh extrude ra. Bây giờ cứ bạn cứ kéo lệnh thì nó sẽ nằm từng cột riêng biệt với nhau. Ví dụ hai lệnh extrude này, các bạn cần tạo nó trong một cái nhóm giống như đây nè. Khi bạn xổ xuống các bạn sẽ thấy nó có nhiều cái đối tượng nằm trong đây. Bây giờ thì các bạn làm như thế nào ha? Thì các bạn lên cái dưới phần new item đây nè. Cái chọn vào new item. Ở đây nó sẽ có một phần gọi là new group, các bạn kích vào new group ha, bạn kéo ra, kích chuột trái kéo ra. Đó. Sau đó bạn kích hai đối tượng này, bạn kéo thả vào trong cái new group này, bạn thấy không? Rồi sau đó bạn kích chuột phải vào trong đây, các bạn có thể đặt tên lại, ví dụ đây là extrude, nguyên cái cụm này nó chỉ đại diện cho lệnh extrude thôi, thấy chưa? Rồi collapse đấy, bạn thấy không, bây giờ nó thu gọn lại. Còn khi các bạn chọn chuột phải ha, các bạn tắt chế độ collapse đi thì nó bung ra hết vậy. Còn khi các bạn chọn chế độ collapse kích chuột phải ha, ở đây thì kích chuột phải để chọn collapse thì nó rúng lại. Thì do đây nó chưa có biểu tượng gì hết thì các bạn có thể chọn biểu tượng bằng cách các bạn kích vào chain button icon này, được chưa? Cái đây bạn có thể chọn biểu tượng bất kỳ, ví dụ đây biểu tượng block này, hoặc icon name nè, các bạn đặt tên vô, ví dụ extrude gì đó, bạn đặt tên vô, ở từ browse hoặc các bạn browse tới cái mở một cái bài nào đó, rồi ok. Thì đây các bạn thấy không? Bắt cái lệnh extrude ra cho bạn và sổ ra nó có hai cái lệnh nhỏ trong đây, được chưa? Bạn có thể tạo, đó extrude ra nó có hai cái lệnh nhỏ trong. Rồi cái này là về phần start bar và tạo hình new group, và tạo hình những khối ở đây. Ví dụ ở đây mình không muốn nó hiện hành những đứa nào thì các bạn kích vào đây, các bạn chọn ví dụ là stone này đó, thì mình tắt đi, ở đây nó tắt đi, được chưa? Đó nó tắt đi socket, cái này là chứa cái những cái phím socket thôi ha. Rồi icon tool tip ở đây, cái biểu diễn cái chế độ icon ở đây nè. Ví dụ đây nó đang ở chế độ là vừa normal, ribbon bar, những cái này gọi là ribbon bar này. Ví dụ loát các bạn sẽ thấy nó lớn lên, thấy không? Đó, normal là vừa. Rồi ví dụ icon ở đây, ví dụ mình chỉnh to lên nè, loát icon này, các bạn thấy icon nó bự lên xíu. Rồi extra loát nó bự hơn nữa. Ví dụ chế độ bình thường là
Medium là để chế độ vừa ha. Rồi, ngoài ra thì cho phép các bạn chỉnh icon là các bạn cứ vào đây các bạn chỉnh được chưa. Rồi các bạn lưu ý một phần như đây là keyboard là dành cho thiết lập lệnh tắt. Ví dụ ở đây cái lệnh tắt của mình nè, khi tôi ra như vậy lệnh sketch ha, ví dụ đây tôi close lại ha. Ví dụ ở đây nè, các bạn vào chế độ insert, đây có phần sketch, các bạn thấy lệnh sketch của tôi, lệnh tắt tôi tạo là shift s này, thì các bạn ở đây nó chỉ cho phép các bạn tạo một ký tự chữ thôi ha. À, vì vậy một là shift control and delete gì đó thì các bạn làm theo. À, chứ không cho phép các bạn gõ ví dụ AA, nó không cho phép bạn gõ AA đâu ha. Và những lệnh nào đã có sẵn rồi thì nó sẽ báo dưới đây cho bạn. Được chưa? Rồi, ví dụ ở đây shift S, các bạn nhấn chữ shift S vô đây. À, thì đây nó sẽ hiểu hoặc cái lệnh này, sau đó các bạn kích outside ha thì tự động nó lưu đây. Ví dụ đây tôi lưu thêm hai đối tượng nè. À, shift V kép nè các bạn thấy không? Shift V kép là dành cho các environment. À, đó, ví dụ đây tôi tạo những cái phím tắt và tương tự như vậy, các bạn có thể tạo những cái phím tắt riêng cho bạn ha. Ví dụ kích vào đây, ví dụ những cái đường, ví dụ scatter này, line lệnh line lệnh tắt lệnh l này, hoặc là a này, circle là o này, thì các bạn có thể đổi lại. Ví dụ circle đổi lại là chữ c thì sao? Nó sẽ báo là trùng với một cái đối tượng nào đó ha. À, sau khi các bạn chọn phím tắt xong thì các bạn chọn outside ha, các bạn chọn outside thì nó sẽ lưu lại. Thấy chưa? Ở đây nó có chế độ là global và apply Location only, tức nghĩa là sao? Global là dành cho tất cả ha. Tức nghĩa là bạn có thể đặt trùng nữa. À, ví dụ đối tượng này, đối tượng kia nó trùng một cái ký hiệu khác nhau cũng được. Được chưa? Được chưa? Trùng ký hiệu cũng được. Hoặc là ở đây là Application only là chỉ sử dụng cho cái đối tượng này thôi. Vậy thì những đối tượng khác thì bạn đặt trùng tên là nó không cho. Được chưa? Rồi. Thì đây là cái phần cái lệnh tắt các bạn thấy không? Rồi, ví dụ khi tôi đặt lệnh tắt xong thì ra ngoài đây các bạn sẽ thấy nè, tôi ra dụng qua đây nó có nè, get shift s. Test environment là shift v kép, bạn thấy không? Và những cái lệnh tắt ở đây thì nó có thì line này, circle này, rectangle. Đó, ví dụ extrude các bạn có thể là đặt lệnh tắt ở đây, những lệnh này nó chưa có lệnh tắt này, thấy chưa? Chưa có lệnh tắt thì các bạn phải đặt thêm vào. Đó, từ đây là về phần tạo row. Cái thứ hai đó, các bạn vừa có thể tạo thêm này, các bạn có thể bố trí hoặc các bạn xóa đi. Ví dụ ở đây tôi tạo một cái sketch chỗ này nè, các bạn thấy không? Tôi đã kích chuột phải để chọn property thì ở đây nó gồm bao những cái gì thì nó sẽ có đây. Còn là các bạn thì kích chuột phải trên vùng trống và kích chuột phải bất kỳ đây nè, những cái vùng trống chỗ này là được. Các bạn chọn customize ha, ở đây nó cũng hiển thị ra gì đây, các thành ribbon ở đây, ribbon đây, các bạn thấy không? Nếu bạn tích hiển thị ở đâu thì nó sẽ hiển thị cho đó, ví dụ nữ 11 này đó, được chưa? Rồi, bây giờ tôi kích vào customize ở đây đó. Thì tôi tạo ra những cái cụm như thế này, ví dụ như sketch là environment là chuyên về sketch 2D. Rồi tôi tạo khối extrude, những cái lệnh extrude trong đây, lệnh cell ha. Đó, sheet là bên thiết kế tấm này. Rồi revolve tôi đo khoảng cách, move and copy. Đó, thì những cái biểu tượng trên đây thì các bạn thấy rồi ha. Các bạn kích chuột phải, bạn chọn collapse, sau bạn chọn change bút tầm. Đó, thấy chưa? Và có thể add một cái tấm ảnh vào riêng cũng được, sweep này. Thì đó các bạn tạo thôi. Rồi khi bạn đóng ra ngoài thì các bạn không hiệu chỉnh gì nữa ha, các bạn không hiệu chỉnh gì được nữa ha. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn tạo ra những cái phần này. Bây giờ đây các bạn click chuột phải giữ á, bây giờ đây tôi cần ở ngoài môi trường 3D về đây. Ngoài môi trường 3D thì tôi cần tạo ra những cái này để tôi xem hướng nhìn cho nó nhanh. Các bạn thấy không? Tôi rê chuột qua vậy thấy nha. Giữ chuột phải và tôi rê vào vị trí cần xem, sau đó tôi nhả chuột ra. Thấy chưa? Đó, bây giờ đây là tạo khối solid này, bây giờ đây hướng nhìn ha. Thì rê chuột chạy rất là nhanh. Tức nghĩa là tôi tự tạo cái hướng view cần thiết cho mình. Thấy chưa? Tự tạo hướng view cần thiết cho mình. Thì tôi kích chuột phải qua đây nè, kích chuột ở đây nè. Thấy chưa? Hoặc ở trên đây nè, bạn kích vào đây nó cũng có chế độ này. Thì các bạn chọn, hoặc các bạn kích chuột phải, các bạn chọn customize dưới đây. Thấy chưa? Các bạn chọn customize ở đây cũng được. Sau đó các bạn vào phần view á, socket view nè, socket. Thì cái phần này là tôi hướng dẫn các bạn tạo socket nè. Đây, socket, các bạn kích vào view. Đây nó hiển thị lên bốn cái khung này, các bạn thấy không? Hiển thị bốn khung. Thì bốn khung này các bạn có thể di chuyển, các bạn xóa kéo sao thoải mái ra, được chưa? Đó, các bạn muốn thêm vào gì đó thì các bạn click vào comment này. Các bạn gõ cái lệnh cần thêm vào thôi. Ví dụ như là cần thêm cái hướng nhìn đi back chẳng hạn ha. Được chưa? Hay là tôi cần vẽ cái lệnh line, được chưa? Để lệnh line. Thì lúc này tôi chọn line đây. Tôi kéo vào đây. Tôi đặt. Được chưa? Thế nghĩa là tôi tự tạo. Ở đây ý đồ ở đây tôi tạo ra những cái môi trường khác nhau. Và đây là trong môi trường thiết kế ha, môi trường ra ngoài rồi. Còn trong môi trường CCAD nó sẽ có riêng cái phần này cho các bạn ha. Và tạo những cái socket riêng. Thì cái này các bạn có thể làm theo ha. Bạn kích vào đây, bạn tìm, bạn kéo ra, bạn đặt, bố trí lại.
thì xóa thì các bạn cứ di chuyển những cái đối tượng đi là nó xóa ha, thấy chưa? Và khi các bạn thoát ra bây giờ mình coi nè, thấy chưa? Đây là lệnh like, được không? Đó. Còn khi các bạn vào trong môi trường sketch, ví dụ đây, các bạn kích vào sketch đây, chọn mặt trên đây ha. Ví dụ đây thì chọn sketch đi. Rồi thì kích chọn mặt trên đây, enter ha. Rồi, tôi sẽ xoay về. Và khi tôi lấy chuột phải, các bạn giữ, bạn thấy không? Giữ. Và tôi chọn qua chế độ sketch bên đây là nó còn đi theo cái phần bên ngoài ha. Bạn để ý ha, kích chuột phải tôi giữ này. Nhưng khi tôi chuyển qua chế độ more, các bạn chọn open in sketch task environment, thì lúc này nó chuyển sang về cái môi trường là hoàn toàn là thiết kế 2D hết cho các bạn. Thì các bạn kích chuột phải bạn coi ha. Thì cái phần socket này nó đã khác, các bạn thấy không? Thì đây là sự khác biệt giữa môi trường sketch và môi trường sketch intact environment. Tức nghĩa là sketch intact environment là toàn bộ môi trường này là dành cho 2D hết, nó độc lập so với cái môi trường kia ha. Đó, vô đây thì các bạn thiết kế công cụ thấy nó rất là rõ rồi đây. Rồi khi các bạn kích chuột phải đây thì các bạn thấy không? Đó. Bây giờ tôi dùng công cụ này để tôi hỗ trợ cho việc vẽ nhanh nè. Ví dụ đây tôi kích giữ tôi rê qua trái, rồi tôi được lệnh line đúng không? Kích giữ tôi rê qua phải được xe cộ. Kích giữ tôi lê lên trên, tôi lên cái thước cho đối tượng. Thì cái này là trong phần thiết kế 2D tôi làm gì cho nó nhanh. Thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Chứ tôi không cần ngoài kia tôi xem muốn chiếu gì nữa, tại vì cái 2D là tôi chỉ cần vẽ thôi, tôi không cần xem. Và fix này. Đó. Thì đây tôi rê chuột tôi chọn xong tôi nhả chuột ra ha, rê chuột trái được chưa? Thì đây cho nó nhanh, được không? Thì các bạn cũng làm tương tự, các bạn kích chuột phải lên đây nè, chọn custom, hai qua socket các bạn chọn view. Thấy chưa? Đó là bạn bố trí lệnh tương tự. Ví dụ đây tôi bố trí line bên đây, circle bên đây. Đo kích thước này, tạo ràng buộc này và xóa này, hướng nhìn wireframe này, hướng nhìn solid này và fit. Đây là cách tôi tạo ha. Rồi các bạn tạo cũng giống như hồi nãy, thấy chưa? Rồi. Thì cái môi trường này gọi là môi trường sketch intact environment và nó khác cái môi trường đây. Giờ đây môi trường 3D thì cần tạo những cái này cho nó dễ nhìn. Thấy chưa? Đó, cái chuột phải tôi giữ để tôi dễ nhìn hướng chiếu đồ ha. Chứ trong môi trường 2D thì tôi cần vẽ nhanh là được. Thấy chưa? Rồi, đây là cách bạn tạo một cái rong mới ha, cho phép các bạn bố trí lại trên đây. Và tương tự thì cái phần ribbon với những thân cụ đây bạn tạo được rồi, thì dưới đây cũng vậy luôn. Bây giờ đây tôi cần lấy thân cụ mesodictan ra đây để tôi đo này, cho nó nhanh. Chứ bình thường các bạn hình như không có ha, không có. Thì các bạn kích vào đây, các bạn chọn gì? Thì vào đây thì các bạn có một cái phần kích vào đây ha. Ở đây là nó có một con chuột nhỏ, các bạn sổ ra đây trước, sổ giống như tên đây xuống. Thì nó nằm ở trong phần Unlimited Group nè, bạn thấy không? Bạn tích chọn vào chế độ Mesodictan. Thấy chưa? Hoặc các bạn có thể tích vào đây luôn, Edit Object Edit Object Display, cho nó hiển thị cái phim phần Edit này nữa. Thực chất các bạn qua thẻ View thì các bạn cũng thấy đúng không? View, nhưng mà để làm nhanh thì các bạn chọn hiển thị trên đây luôn cũng được. Thấy chưa? Đó là cái cách để các bạn tạo ha. Và đồng thời để hiển thị những bất kỳ cái đối tượng Ribbon hay là một cái tab nào trên đây thì các bạn cứ kích chuột phải vào màn hình ha. Thấy chưa? Khi các bạn kích chuột phải vào giao diện làm việc thì nó sẽ hiển thị là cách tùy chọn đây, để cho thứ nhất là hướng chiếu này, hướng chiếu, kích chuột phải, replay view, isometric, thấy chưa? Cái này là hướng chiếu, background là màu, bài trước mình nói rồi ha, refresh là gì, làm mới, fix, đó, zoom, bend, rotate, update, delay, restore gì đó, thì cái này các bạn coi, thấy chưa? Rồi, và đồng thời nó hiển thị lên cái chế độ truy bất điểm chỗ này, chế độ truy bất điểm, thì cái này gọi là thanh whistle ha, hiển thị nhanh. Còn cái bạn click lên một cái thanh nào trên đây thì nó sẽ hiển thị nè, ok không? Tôi click lên cái vùng để thanh ribbon trên đây thì các bạn sẽ thấy có chế độ gọi là undock ribbon, có nghĩa là gì, nó mở khóa trong này đi, có nghĩa là thanh này các bạn có thể điều chỉnh lại được ha. Một, các bạn có thể bố trí nằm ngang, thẳng đứng hay bất kỳ chỗ nào đó. Thì thường cái phần này mình khuyên là các bạn để nguyên vị trí ha, cho nó dễ nhìn, được chưa? Rồi ví dụ ở đây tôi cần tắt cái chế độ study nè, tắt cái thanh này đi, tab này đi, click vào đây tôi bỏ chỗ này đi thì nó mất. Tôi muốn hiện nó lên thì cái kéo xuống đây tôi chọn study. Ngoài ra đây nó còn rất là nhiều thanh công cụ khác, ví dụ như reverse này, visual report này, thì đó là bờ là well stun này, texture well gì đó là bên hàng ha. Thấy chưa? Đó thì các bạn cứ kích tùy chọn đây. Thì có hai cái á, kích chuột phải bên chỗ này là một này, kích chuột phải chỗ này là hai. Và kích chuột phải trong từng cái lệnh này là nó sẽ có một cái phần customize chung. Thấy chưa? Rồi. Ok. Đó. Thấy chưa? Thì đây mình vừa, video này mình đã hướng dẫn hết cho các bạn về phần giao diện rồi đó. Xong về phần giao diện rồi ha. Từ cái phần mà các bạn đóng mở phần mềm, import, export file, sell, close file, và đặc biệt là các bạn sẽ tạo được một cái role mới với những cái giao diện là tự mình thiết kế ha. Tự mình thiết kế.
Thì trong cái râu này các bạn tự thiết kế nha. Thì khi các bạn làm việc các bạn hãy chọn cái râu của các bạn để cho các bạn làm sao các bạn vẽ càng nhanh càng tốt á. Thì các bạn có thể tự chọn cái phần thiết kế riêng cho mình. À các bạn thấy không? Nó không ảnh hưởng tới cái phần này. Ví dụ râu 2 của tôi này. Đó. Thấy chưa? Râu 2 của tôi. Thấy chưa? Râu 1, râu 2. À constant râu study này. À, à này là râu theo mặc định của máy. Các bạn thấy không? Đây extrude không có. Ví dụ như tôi cần thả luôn vào trong lệnh extrude này. Các bạn thấy không? Đây, tạo một cái lệnh riêng ở trong phần mục riêng. Đấy được chưa? Còn các bạn đây là tạo mới, để xóa hay để điều chỉnh thì các bạn có thể kích chuột phải vào đây ha. À khi các bạn tạo râu xong thì các bạn cứ save, được chưa? Save. Và sau này khi các bạn làm á, ví dụ các bạn làm một cái bài nào đó xong các bạn thấy cái lệnh đó các bạn sử dụng nhiều thì các bạn cứ việc làm luôn trong cái phần này, sau đó bạn kích chuột phải chọn save râu thì tự động nó sẽ update cái phần mà các bạn vừa thay đổi vào, được chưa? À tức nghĩa là cho phép các bạn tạo những cái râu liên tục ha, update liên tục vào. Ví dụ sau thời gian tôi thấy cái lệnh ho này tôi xài nhiều ha, hoặc là sau thời gian tôi thấy cái lệnh mo này tôi không sử dụng nữa thì tôi có thể không cần bố trí lệnh mo này nữa. À, tôi kích vào sell row lại, để cho thì tự động nó sẽ sell lại cái row này, sell vào trong cái phần giao diện người dùng này. Còn để đi xóa thì sao? Delete đi, được chưa? Để apply là gì? Cho cái row này là row hiện hành mà các bạn đang làm việc, được chưa? Delete là xóa, edit là chỉnh sửa nè. À, ví dụ edit các bạn chỉnh sửa lại, tên chỉnh sửa lại, được chưa? Rồi, sell là các bạn sell mới ha. Sell mới nhưng với điều kiện là tự động nó update lại những cái phần mà các bạn đã cài đặt trước á, chứ tự động nó sell lại. Nó còn sell là những cái bạn làm rồi ha. Rồi. Được chưa? Tức nghĩa là sell, sell thì bạn thay đổi thôi, được chưa? Đây là row. Ha, thì cái bài này mình đã hướng dẫn các bạn xong. Thì ở bài hôm sau tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về phần thiết kế 2D, phần vẽ sketch ha. Thì tôi sẽ nói về cái phần thứ nhất là sketch này với sketch tác thì environment này nó khác và nó giống nhau chỗ nào ha. Rồi.